Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Bộ Trạch phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất. Công an Quảng Bình tăng cường đảm bảo an toàn trong tuần văn hóa du lịch Đông Hới. Đến năm 2020, giải quyết dứt điểm nợ đồng xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Những bông hoa đời thương có phóng sự người bí thư chi bộ Tân Tuy gương mẫu. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất. Năm 2017, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện tập trung vào các nhiệm vụ chính trị, chủ trọng chất lượng, hiệu quả, đổi mới về cả nội dung và hình thức hoạt động. Năm nay, đợt thi đua đặc biệt làm theo lời Bác, thi đua giành bổn nhất được diễn ra trong 40 ngày, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018. Với 4 nội dung trọng tâm: nhận thức, tư tưởng tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các cơ quan, đơn vị dân quân tự vệ đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hôm qua ngày 21 tháng 4, Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ. Tại lớp tập huấn, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh được tiếp thu các chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy, biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương pháp bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua tình huống cháy giả định, cán bộ chiến sĩ đã được trang bị kiến thức về cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy thông dụng, kỹ thuật dập tắt đám cháy, thao tác sử dụng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng di chuyển, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, phương pháp sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó làm tổ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nơi làm việc, nơi cư trú, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn và triển khai công tác cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ, thu hút gần 400 người thuộc các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và các thành viên ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn thành phố Đồng Hới tham gia. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Bình đã hướng dẫn các quy trình thủ tục cho vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Có 5 đối tượng được vay vốn, trong đó người vay vốn phải tự nguyện gia nhập tổ tiết kiệm và vay vốn, có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú. Đối với mức vốn cho vay, tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quy định cho từng thời kỳ, hiện tại là 4,8% năm, tương đương 0,4% trên một tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Qua khảo sát đợt 1, toàn thành phố có trên 2.300 người có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, nguồn vốn vay có hạn. Vì vậy, các tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ tiến hành họp bình xét công khai dưới sự giám sát chứng kiến của trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố và đại diện hội đoàn thể nhận ủy thác trước khi trình Ủy ban nhân dân các xã, phường và Ngân hàng Chính sách Xã hội phê duyệt. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh và Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền đối thoại trực tiếp với ngư dân xã Hải Ninh về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau khi được giới thiệu những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phân tích những nội dung về cách thức tham gia và chế độ thụ hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện đã đối thoại trực tiếp với nhân dân về những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện như quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hồ sơ, thủ tục, mức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các đối tượng tham gia. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Quảng Bình vừa tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng tư vấn dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho lứa tuổi vị thanh niên và thanh niên. Tham gia lớp học có 31 học viên là cán bộ, công tác viên của 12 xã, phường, thị trấn của thành phố Đồng Hới, huyện Minh Hóa, Quảng Ninh và Tuyên Hóa.
các học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn cho vị thành niên và thanh niên liên quan đến tâm sinh lý tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kỹ năng sống và cách bảo vệ chăm sóc sức khỏe của vị thành niên và thanh niên. Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu các phương pháp và hình thức truyền thông sáng tạo chuyên biệt phù hợp với lứa tuổi vị thanh niên hiện nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Hới phối hợp với Ban quản lý chợ thành phố Đồng Hới vừa tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Phụ nữ tiểu thương tiêu biểu thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị năm 2018. Chương trình giao lưu Phụ nữ tiểu thương tiêu biểu thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị năm 2018 được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2018, đồng thời sơ kết 100 phong trào dân vận khéo về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong phụ nữ tiểu thương. Trong chương trình, các phụ nữ tiểu thương tiêu biểu đại diện cho chi hội phụ nữ tiểu thương tại các chợ đã chia sẻ, bày tỏ quan điểm, nguyện vọng về nhiều vấn đề liên quan đến phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các chợ trên địa bàn thành phố. Những năm qua, phụ nữ tiểu thương đã vượt lên những khó khăn vất vả trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, luôn nỗ lực lao động sáng tạo, có lối sống văn minh, lịch sự, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn văn minh đô thị. Hiện nay, lượng khách du lịch đăng ký tour tuyến đến với Quảng Bình trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018 là rất lớn. Các cơ sở kinh doanh lưu trú đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của du khách. Bên cạnh cả cái chuẩn bị về nhân sự, về cơ sở vật chất thì bên em cũng rất là quan tâm tới các vấn đề như là an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn trật tự lao động của những cán bộ công nhân viên. Trong vòng tháng 3, tháng 4 thì bên em đã tham gia các khóa đào tạo tổ chức do phòng cháy chữa cháy bên chỗ an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó thì vấn đề quan tâm nhất của khách du lịch khi về đến Quảng Bình là giá cả. Thì hiện tại bên em chấp hành rất tốt cái bình ổn giá, niêm yết giá công khai và không tăng giá vào cái ngày lễ. Để công tác đăng ký quản lý khách du lịch trong nước cũng như quốc tế đến với Đồng Hới trong mùa du lịch năm nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch, phương án cụ thể trong việc phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhất là các cơ sở mới đi vào hoạt động. Việc đăng ký quản lý lưu trú cho du khách được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở kinh doanh, đảm bảo quyền lợi tối đa cho du khách đúng pháp luật nhưng không gây phiền hà cho du khách. Để đảm bảo cho đúng cái quy trình đó, thì là khách vào thì là đăng ký luôn, thì có thể là nhập phải là mất thời gian thêm một lần nữa, nhưng mà cả bạn cũng đã làm rất là tốt để là đảm bảo cái nội quy quy định của nhà nước. Cơ bản là các cơ sở thực hiện tốt các cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, ví dụ như có cái bãi đỗ xe cũng như là các cái nội quy cũng như sơ đồ và công tác hướng dẫn khách, nhưng mà thường có cái vi phạm và thực hiện không đầy đủ, đó là trong cái công tác đăng ký khách, qua công tác nắm tình hình và đồng thời qua cái công tác hướng dẫn cũng như là đôn đốc nhắc nhở thì đã phát hiện và đồng thời là cũng đã chấn chỉnh kịp thời. Cùng với việc tăng cường công tác quản lý lưu trú cho du khách tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính cũng đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trật tự giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới, xử lý nhắc nhở các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang lòng lề đường, hành lang giao thông cho người đi bộ. Chúng tôi chủ động là cái công tác đảm bảo trật tự công cộng tại các cái khu vực mà tập trung nhiều cái cơ sở kinh doanh lưu trú và diễn ra nhiều cái hoạt động kinh doanh du lịch, để đảm bảo giữ gìn cái vẻ đẹp của đô thị, rồi là cái trật tự mỹ quan, để tạo điều kiện cho người dân khắp mọi miền đất nước khi đến đây du lịch có một cái cảm giác là thuận lợi, an toàn. Còn về cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi thường xuyên là giáo dục, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tư thế lễ tiết tác phong trong cái khi tiếp xúc với doanh nghiệp cũng như tiếp xúc với cái người dân khắp mọi miền đất nước về tham quan du lịch, để tạo một cảm giác thân thiện, văn minh và lịch sự. Có thể nói, việc tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh của Công an Quảng Bình sẽ góp phần vào thành công của tuần văn hóa du lịch Đồng Hới 2018. Đồng thời, từng bước xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch của cả nước. Nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại bến phà Long Đài là một trong những địa chỉ không thể bỏ qua của du khách trong hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.
tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Bình. Quý 1 năm 2018, lượng khách tham quan đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại bến phà Long Đài đạt hơn 7.000 lượt người. Nhằm đảm bảo tốt công tác phục vụ du khách, đơn vị tổng đội thanh niên xung phong Quảng Bình đã cử cán bộ nhân viên trực liên tục suốt ngày đêm để hướng dẫn giới thiệu cho khách tham quan. Từ khi đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn tại bến phà Long Đài đưa vào hoạt động, đã đón tiếp lượng lớn du khách thập phương đến tham quan, nhất là trong các dịp lễ Tết Quốc khánh ngày chiến thắng 30 tháng 4. Thiết thực chào mừng Ngày Hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18 nhiệm kỳ 2018-2023, 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 132 năm ngày Quốc tế Lao động. Sáng nay ngày 22 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình tổ chức bế mạc giải bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2018. Giải bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2018 có sự tham gia tranh tài của 23 đội bóng, trong đó có 18 đội bóng chuyền nam và 5 đội bóng chuyền nữ với gần 300 vận động viên đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên công đoàn và người lao động đến từ cả công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Qua 3 ngày thi đấu, các đội bóng đã mang đến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Kết thúc giải, giải nhất bóng chuyền nam thuộc về Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình, giải nhất nữ thuộc về Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Hới. Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, ba, khuyến khích và các giải phụ cho các đội bóng và các vận động viên. Đây là hoạt động nổi bật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18 và Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Thông qua giải nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó đoàn kết và hợp tác cùng phát triển giữa các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như khích lệ phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về các hoạt động trong chương trình Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Đồng Hới năm 2018. Thực hiện kế hoạch số 338KH/UBND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Đồng Hới năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động Liên hoan nghệ thuật quần chúng đàn và hát dân ca tỉnh Quảng Bình năm 2018. Thời gian khai mạc liên hoan từ 19:30 đến 20:00 ngày 25 tháng 4 năm 2018. Các đoàn biểu diễn từ 20:00 đến 22:00 ngày 25 tháng 4 năm 2018 và từ 8:00 đến 11:00 ngày 26 tháng 4 năm 2018. Bế mạc, trao thưởng và biểu diễn công bố các tiết mục xuất sắc tại liên hoan từ 19:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 4 năm 2018. Địa điểm Trung tâm Văn hóa, đường Tôn Thất Thuyết, nối dài phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới. Mở cửa trưng bày Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình, đường Tôn Thất Thuyết, nối dài phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới với hai chuyên đề. Chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, thời gian từ 8:00 ngày 24 tháng 4 năm 2018. Chuyên đề Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quảng Bình, thời gian từ 8:00 ngày 30 tháng 4 năm 2018. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đến năm 2020, giải quyết dứt điểm nợ đồng xây dựng nông thôn mới.
2018, thị xã Ba Đồn đã tranh thủ nguồn vốn của tỉnh, trung ương để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo đó, quý 1 năm 2018, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Ba Đồn đạt hơn 46 tỷ đồng. Vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các công trình đang triển khai thi công như đường ngã tư phường Quảng Thọ đi quảng trường biển, dự án củng cố nâng cấp kè tả sông Danh, dự án cầu sắt Quảng Văn, tuyến đường ngập lụt nổi từ đường tỉnh lộ 559 đi xã Quảng Hoa, dự án hạ tầng tạo quỹ đất khu dân cư phía nam đường Hùng Vương thị xã Ba Đồn, kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn ở các xã phường. Ngoài ra, cả địa phương từ huy động vốn để làm đường cấp phối, quy hoạch thôn xóm, quy hoạch đồng ruộng, phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân theo chương trình nông thôn mới. Đến hết năm 2017, nợ động xây dựng cơ bản thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình vẫn còn cao so với bình quân chung của cả nước. Vì thế, Quảng Bình đã lên phương án xử lý dứt điểm tình trạng nợ động xây dựng cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Sau 7 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Quảng Bình đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, tổng số nợ động xây dựng cơ bản từ chương trình này là trên 115 tỷ đồng. Trong đó, nợ động tại các xã đã đạt chuẩn là gần 69 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ động xây dựng cơ bản từ chương trình xây dựng nông thôn mới, Quảng Bình yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, huy động nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, đồng thời kiên quyết không để phát sinh thêm nợ động mới, kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân nợ động xây dựng cơ bản. Đối với địa phương có nợ động xây dựng cơ bản thì không xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đang tích cực chỉ đạo các xã thị trấn và người dân trên địa bàn tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất. Theo kế hoạch năm 2018, huyện Minh Hóa phấn đấu trồng mới gần 1.000 hecta rừng. Đến nay, người dân trên địa bàn đã trồng được hơn 50% tổng diện tích. Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp liên kết với các công ty nông lâm nghiệp, các vườn ươm cây giống trong và ngoài tỉnh nhằm chủ động nguồn giống cho người dân. Hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa cũng đã tiến hành hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta đối với 250 hecta rừng thuộc chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cũng đã có kế hoạch hỗ trợ 2,1 ngàn đồng một cây đối với giống keo dâm hom, đồng thời hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích rừng đã trồng để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đức Hòa, huyện miền núi Tuyên Hòa, không ai là không biết ông Đoàn Xuân Hoa, bí thư chi bộ thôn Đồng Lâm. Người dân trong thôn gọi ông là người bí thư chi bộ mẫu mực. Trong chuyên mục Những bông hoa đầy thưởng hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về người bí thư chi bộ rất đỗi bình dị và tận tụy này. Đã nhiều năm nay, người dân thôn Đồng Lâm được sống trong bình yên bởi tình hình an ninh trật tự ở. Có được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ thôn, ông Đoàn Xuân Hòa. Trong vai trò là người đứng đầu chi bộ, ông Hòa luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Bởi vậy, ông thường xuyên đến tận nhà mỗi cán bộ đảng viên và người dân trong thôn để tuyên truyền, vận động, giúp mọi người hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình thắp sáng đường quê đối với đời sống của người dân vùng nông thôn. Vì thế, hầu hết người dân thôn Đồng Lâm đều đồng tình, ủng hộ, tự nguyện đóng góp ngày công để cùng với chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 3 km. Trong quá trình vận động thì cũng gặp nhiều khó khăn ở chỗ là mức sống bình quân của bà con thì cũng vẫn còn thấp, do đó là phải đóng góp tiền thì cũng khó khăn. Thế nhưng mà cũng phân tích cái lợi ích đưa đến cho bà con thì bà con hiểu được và cũng để nhiệt tình hưởng cái phong trào và tham gia cái hiến công, hiến của để tiến hành thắp sáng đường quê nhằm cái mục đích là chiếu sáng đường để bà con đi lại thuận tiện và cùng góp phần để bảo vệ, bảo đảm cái an ninh trật tự của thôn xóm vào ban đêm để đảm bảo cái sự bình yên cho mọi nhà để an tâm về cuộc sống của mình. Cái hành động của đồng chí
đoàn Xuân Hòa làm đó là bà con rất đồng tình và hưởng ứng. Khi mà đồng chí có cần nhân giúp những cái gì thì có cho bà con đều cùng là đồng tâm hợp lực để là cùng với đồng chí để là xây dựng cái nông thôn ngày một là đẹp thêm hay là khang trang thêm. Từng là một sĩ quan quân đội đảm nhận nhiệm vụ sửa chữa và chỉ tàu máy móc, nay xuất ngũ trở về với quê hương, ông Đoàn Xuân Hòa luôn dành hết tâm huyết cũng như kinh nghiệm của mình để phục vụ nhân dân. Bất cứ ai trong thôn khi có những vật dụng thiết yếu bị hỏng hóc đều được ông tiếp nhận và sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Khi được hỏi về nghĩa cử cao đẹp đó, ông Hòa tâm sự, đây cũng là cách để người cán bộ như ông được gần dân, thấu hiểu và sẻ chia nhiều hơn với người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Hòa từ khi dẫn nhiệm vụ làm cho đến như từ đồng chí là vận động bà con rồi quyên góp lại, và bản thân đồng chí là đứng ra làm thờ xây, không để lấy cái tiền là cái thuế thờ mà mất cái tiền của dân đi, rồi xây cái hàng rào của là cái hội trường, rồi là bóng điện, toàn bộ đó là từ tay đồng chí là hư hỏng chỗ nào đồng chí là từ tay làm để giảm bớt những cái vấn đề đó, vận động tuyên truyền dân để thực hiện chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng. Đó là một đồng chí mà chúng tôi đánh giá và cần học và để thế là cũng nhân rộng cho là toàn đảng bộ. Bây giờ tuy tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước, nhưng ông Đoàn Xuân Hòa vẫn luôn tận tụy và tâm huyết với mọi công việc ở địa phương, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 22 ngày 23 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm 48 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm 70 đến 96%. Dự báo thời tiết biển, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 4, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.